on number one road from Hanoi to Bắc Ninh, nearly 20 kilometers from Hoàn Kiếm Lake, Đình Bảng is a ward of Từ Sơn, which has been established for several years. It was a beautiful, traditional and famous village, a part of the old King Bắc zone, the hometown of Lý Thái Tổ, who established Lý dynasty. People in Đình Bảng are famous for their ability in economy and working. Hence, the infrastructure in this zone is modern and rich, which can be seen as the most developed area of Bắc Ninh province. The pace of life is changing quickly. However, there are still many quiet things here. It is said that there are two specialties in Đình Bảng, which are the treasures of Vietnam. First, women here are very smart and skillful. Second, a traditional cake which is only produced here and had been devoted to the kings for 1,000 years. This is Lý Bát Đà Temple. Today, this girl and I will try to approach the specialties of this old village. Chào cô ạ. Chào. Loại bánh này có gì đặc biệt? Là bánh đặc sản của Đình Bảng, vâng. Quê hương Lý Thái Tổ. Này là có nói trong lịch sử vua Lý, vâng. Và làm đặc sản công phu rất công phu. A Duy muốn ăn thử. Nowadays, the name of the shops are on the labels of food hay cake. However, people usually call it by the old name which has been more familiar with them for many generations, Su Se or Su Sue. They know that this change is an evidence of the figure of Đình Bảng people appealing to people's feelings. Moreover, there is one more reason making the cake special. Its meaning is bride and groom, because it is more and more indispensable on wedding occasions in the north of Vietnam. Mrs. Thu, who has been selling the cakes for many years in front of Đô Temple, accepted to teach us. Thì làm như thế này, cứ thế này đun lên, không phải ngâm thì đỗ nó đỡ bị chua. Nếu mà mùa lạnh ý, thì ngâm cũng được. Này này đừng lấy đỗ màu vàng quá là người ta hồ. Vàng nhưng mà vàng trắng nhưng à. Mặt trong này nó không được bột. Đỗ nó mịn, nó không bị sượng, sậm sực. Mở cái hàng làm bánh Su Thê nhá. Okay, được, được. 1 cân bột vậy là xong. Và 1 cân đường. Anh sẽ ghi vào. Anh sau này ghi vào không nhớ được. Today, Mrs. Thu cleans 1.5 kilograms of green beans to make the core of the cake. Now, drink to the heater and go to the market to buy dong leaves. Like a memory from your grandpa's attic, a song called slipping through the radio static, changing my mood. A little George Strait in 1982, and it makes me wanna take a back road. Makes me wanna take the long way home. Put a little gravel in my travel, unwind, unravel all night long. Makes me wanna grab my honey. The destination where dong leaves can be bought is Zhou Market, which is called the market of the district.
Long time ago, Zoe Market was specialized in buying and selling charcoal, which was used on wedding occasions. Then many kinds of things have been sold there: silk, cloth, porcelain, and goods for farming. Nowadays, it was reconstructed. It is crowded and industrial. Everything can be bought here with a wholesale price. And this is the store in which Dong leaves are the cheapest. Một cái sẹp này là bao nhiêu? Cái này là 25 tàu. Lá tẻ là bánh tẻ luôn này, đẹp. Gói bánh nó dẻo, nó không bị giòn. Lá già thì gói nó giòn, nó hay bị vỡ, bị sách. Mỗi một cái bánh nó chỉ cần một cái lá này thôi hả cô, hay là hai tàu? À, bánh phu thê là mỗi một cái bánh là phải 4 cái tàu lá này. Tại sao lại phải cần nhiều như vậy hả cô? Đấy, lúc nào phải gói hai cái. À. Bánh vợ chồng mà. Vâng. Phải đi chơi. In the past, when making this cake, each person had to prepare the ingredients by themselves. But now, because of the open market, people share the work to become dealers. Therefore, the cake makers' lives are easier. Thưa quý vị và các bạn, một trong cái công đoạn rất quan trọng và rất đặc biệt của bánh phu thê đó là sử dụng đu đủ xanh nạo kỹ để cho vào trong vỏ phần vỏ bánh ạ. Có một điều là những cái người làm việc ở đây thì đa phần là phụ nữ, mặc dù có một anh nam giới là người Ba Lan, người nước ngoài ở đây anh đã làm cái việc này, nhưng anh ấy cũng cảm thấy tương đối nặng nhọc. Adi nghĩ sao khi những người phụ nữ ở đỉnh bảng mà có thể làm cái này hàng ngày? Adi nghĩ sao? Sợ quá. Bởi vì đấy, mặc dù tay của mình là khỏe như thế, nhưng mà tay của những cô làm việc ở đây thì khỏe hơn nhiều. Sợ quá. Nhưng cũng chính nhờ việc nạo đu đủ kỹ và chọn đu đủ xanh như vậy, cho nên là lúc mà ăn bánh ấy, thì bánh có độ giòn sần sật, nó làm nên một cái vị khác hẳn. Mà nếu như không được nói bí quyết ấy, thì không ai cho rằng đấy là đu đủ. Tôi đã chia sẻ cái điều này với rất nhiều người, mà thông thường họ thường nghĩ là chỉ có dừa thôi, tại sao lại cho đu đủ vào. Cho nên tôi cam đoan rằng là nếu có điều kiện mà thử ấy, thì các bạn nên thì thử bánh su xê của Đình Bảng để biết rằng là cái vị đu đủ nó quyện vào với cả cái bột nếp ấy, thì nó sẽ cho ra cái vị bánh ngon thế nào. Và không thể là muộn hơn được nữa, bây giờ Adi phải tiếp tục làm đi để chúng ta còn nhanh nhanh về lặn bánh, đúng không nào? Ok, được rồi. Following different legends of the origin of su xuê cake, the papaya bread was compared to daughter marriage tie. One of the legends told about the story that when King Li Anh Thug went to the battle, his wife made a cake by herself and sent to him. The king liked it, thinking about spouse's sentiment, and called it spouse cake. Because of that name, they are always tied in a pair as a symbol of an eternal spouse. Đây, cái này rất là thơm thơm. Và cả phần này thì là do chính bàn tay phải của mình làm. Còn phần này là do bàn tay phải của Nhung làm. Đẹp hơn. Đẹp hơn, nhưng mà của mình là nhiều hơn. Rồi. Đây, mình rất là tôn trọng mấy cô làm việc ở đây. Bởi vì đây, mình chỉ làm 15 phút mà bàn tay của mình là muốn chết rồi. Còn mấy cô ở đây làm suốt cả ngày và không bao giờ kêu lên như mình. Papaya after scraping is put into alum to keep the brittleness and then dried. Scraped coconut is used to put in the green bean coal. Cái nghề này là cũng vui, là bánh nhiều người người ta thích cái bánh này, ăn là nó ngon, với nó là đặc sản của quê hương, nên là cũng nhiều người về tham quan người ta thích cái bánh này lắm. We come back to the cake store. The green bean has been cooked well.
Ở đây đang có hai loại dành dành, một là loại hạt dành dành khô và hai là loại hạt dành dành mà đi đã ngâm nước. Chính cái loại quả dành dành họ đã được bóc đi và giữ lại hạt từ mùa đông, phơi khô và bây giờ cho nước vào sẽ lấy cái màu tự nhiên cho vỏ bánh ạ. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là chú Minh. Chú Minh hôm nay sẽ làm cái phần ngào và nhân các nhân cho bánh su xê của mình. Adi có nhớ là cái nồi đỗ của chúng mình lúc nãy làm đây không? Và bây giờ chú đang giã ra đấy. Bây giờ mình sẽ phải giã nhỏ nó ra để làm cái nồi đỗ mà chú cháu ta làm trước đấy, vừa rồi đấy. Thế bây giờ là nó chín. Đấy, thế bây giờ là phải dùng cái chày giã này. Giã để cho cái đỗ, cái mảnh đỗ nó vỡ ra cho nó mịn. Đấy, để cho đến lúc mình khuấy đường mà nó đỡ cương cái hạt đỗ. Nó đỡ bị cứng. Đấy. Như thế nào thì là vừa chú? Khi nào thì là được? Sau khi đây mình nhìn cái xoong nhân này này, trong đỗ này, mình nhìn thấy tất cả các cái mảnh đỗ nó vỡ, nó nhuyễn ra rồi. Mình cầm tay thì nó bóp ra là không còn cái hạt nữa. Đấy. Cái đỗ này thì là đấy thì là được. Sau khi mà mình đã giã nhuyễn rồi, tiếp theo thì là mình sẽ cho đường. Anh đi cảm thấy món này thế nào? Nó rất là giống khoai tây luộc bên Ba Lan. Sau khi luộc xong thì mẹ cũng làm như thế. Hình như mình phải mua 10 cân về nhà, sau đó luộc, ăn với thịt, ăn với rau, sẽ cảm thấy như ở quê. 1.2 kg of sugar, 20 to 30 grams of coconuts are put into 1.5 kg green beans, then they are mixed well. The sugar used should be the best one, otherwise the cover of the cake will become black. Many people nowadays may say that there is too much of sugar. However, the cake makers in Dinh Bang have another reason to do exactly according to the traditional recipe. They will not decrease the quantity of the sugar because of the old secret that the sugar acts like preservative. With the cake, which is made from sticky rice flour, green beans, coconut, papaya and zhang zhang, without any preserving chemicals, sugar is a natural factor maintaining the cake. Therefore, the cake can be preserved for 3 to 4 days depending on the weather. Khó. Với cả việc làm đu đủ thì việc này sao? Thì mình thích làm phụ nữ hơn. Bởi vì cái này thì nó rất là đúng khó rồi. Để soạn như thế. Thế nhưng mà trong rất là nhiều trường hợp mà khi không có người đàn ông ở nhà thì người phụ nữ đình bảng vẫn phải tự tay làm cái này đấy Adi ạ. Oh my god. Mỗi một buổi chiều là phải 8 xoong to. Ôi giời. Chết rồi. Và 10 năm cái chả bột này. Chú giúp cháu một chút nhé. Đấy. Cái này dễ hơn. Thì thoải mái. Kể nước chiều. Thế này thì có thể làm được lâu hơn đúng không Adi? Thì cả ngày luôn. Đúng, mệt chưa? Mệt quá. So the cores of the cakes are finished. They need to cool down before kneading the cake. Bé chó là ăn nốt phần còn thừa lại. Thế bây giờ đến khẩu bột. Bây giờ mình đang thấy đủ lấy Adi và cháu đã nạo suốt cả buổi sáng đấy. Tất là ăn rồi. Bao đường vào xong nhá. Thì mình sẽ dùng tay đảo đường như này. Màu đẹp quá này. Mà việc này đơn giản hơn việc mình sẽ cho bột vào.
Có phải là người ta đã xay cái gạo nếp ra rồi lọc lấy phơi khô lấy cái bột lấy không hả chú? Cái bột này họ làm là cầu kỳ ạ. Sau khi xay ra này, xay với nước, vâng, người ta sẽ lọc bỏ cái lõi gạo. Đấy, bỏ cái lõi gạo đi thì còn lại là cái nước và cái bột đó. Người ta ngâm độ một ngày, sau đó chắt hết cái nước trong. Chắt hết nước trong đi thì mới ép cho hết nước. Sau khi cái bột này nó thành bột, lúc đó nó thành bột nước, người ta sẽ cho vào cái cối giã gạo. Thì người ta giã xong đó người ta mới thành từng quả một. Người ta thái ra, người ta thái nát cái miếng mỏng này, sau đó phơi. Thì cái bột này dân ở đây làm thì thường thường vào tháng 8. Bắt hành, lúc đó bắt hành thì sẽ làm cái bột này. Vì cái lúc đấy trời nó lạnh nó không bị chua bột. Đảo đều như này là cái tác dụng của nó là để cái nước của cái đu đủ với lại cái đường này. Đấy, sau khi nó chảy ra nó sẽ ngấm dần vào cái bột khô này. Xong nó sẽ làm mềm tan nha. Thường thường là ủ như này độ khoảng từ 15 đến 20 phút. Thì nó tan đến đâu thì cái bột nó sẽ dính đến đấy. Thế nhưng mà có cái là nếu mình làm ngay thì cái bột này nó không lở hết thì nó sẽ có bị lõi. Vâng. Cái bánh nó không làm ngon. Nào. Như các cụ ngày xưa không có kinh nghiệm ủ như này là phải cho vào khối giã. Giã xong thì nó dần cho nó nhỏ. Mrs. Tu will cut the banana leaves while waiting for the flour. These leaves will be used as the most internal cover after being smeared with oil to avoid stickiness between flour and leaves. Similar to dawn leaves, banana leaves are used in pair to cover the spouse cakes. Then I help Mr. Min knead flour. This is the hardest job of the day. Vậy là sau khi đã xong các cái công đoạn nhậu bột và tước lá thì bây giờ cả bốn người chúng tôi đã phân công ra thành hai phe. Tôi và cô Thu ở phe của phụ nữ cho nên là sẽ nạn nhân, còn phe kia là phe vỏ gồm có Adi và chú Minh. Chúng tôi sẽ cùng nhau thi đua xem là liệu rằng là hai đội này thì đội nào có thể sẽ làm nhanh hơn. Adi ơi, ở phía bên đấy thì bột thế nào? Thì chả biết, mình phải lấy một lạng rưỡi. Nhưng mà chú thì biết luôn. Để, chú cũng thật dân à? Để một lần đi là chính là một lạng rưỡi. Còn mình thì đấy chả biết nữa. Nhiều lần quá. lần rất là chậm. Việc này ơi. Nó đấy. Hồi trước đây là chỉ là đu đủ và bột. Còn bây giờ thì mình phải dùng con dao để cắt nó ra. Nó làm bằng khay ấy thì nó nhanh. Thế nhưng mà làm bằng khay thì cái bột này nó sẽ bị nhả hơn. Nhả hơn và mình muốn ăn ngay thì nó sẽ nhả quá. The groom and bride cake, which is prepared sophisticatedly, holds a lot of meanings. The way that flour is spread on the hand, putting the inner part on one side and then covering it by the remaining flour, seems to express the embrace and protection of husband and wife. Its color is spectacular. It is the harmony between humans, heaven and earth.
between humans and humans, and between husband and wife. For me, this is a special experience. In my Western society, people usually do not spend too much time on making a wedding cake with all the recipe which has existed for hundreds of years. I was surprised by the meaning of a family in this ancient village, by the woman here, and therefore I understand why those men always smile when helping their wives with hard work in the process of making the groom and bride cake. Adi, cái nào là của người chuyên nghiệp, còn cái nào là của người nghiệp dư? Cái này là của người chuyên nghiệp, cái này là của người không làm. Ừ, nhưng mà trông cũng đẹp gần bằng nhau rồi đúng không? Đúng, gần nhau. Adi, bây giờ thích trở thành người làm bánh su xê chưa? Cũng thích, nhưng mà chỉ vào những ngày lễ thôi. Có lẽ mỗi năm 2 lần thôi. Bởi vì mặc dù công việc này nó rất hay, nhưng vấn đề ở đây là mình rất vất vả. Đúng vậy. Có rất nhiều công đoạn và công đoạn nào cũng cần mình làm hết sức tỉ mỉ đúng không? Đúng. Và mặc dù nó rất là làm cho đôi tay mình mệt mỏi. Nhưng nó cũng rất vui, rất thú vị. Và sản phẩm của mình chắc là ngon. Đúng rồi. Nhưng mà cái công đoạn chúng ta mong chờ nhất đấy là công đoạn hấp bánh đã đến rồi. Bây giờ Adi hãy bỏ lại cái này và giúp mình mang cái bánh này vào trong kia để mình hấp bánh. Cho 10 giây nhé. Được. Mình sẽ hấp khoảng 30 phút là có bánh ăn rồi. Ming told me that in the first sight, boiling cakes seemed to be simple, but it was the most difficult period showing how good cake makers were. It will be raw if lacking the fire, but easily to be broken if being overheated even a little. Thus, while boiling the cakes, the ancestors often burned the incense. It was both the alarm and has something magic also. But now, the offspring just cook it with steam to avoid melting the cakes. Bây giờ là bánh này, là đến giờ chín này. Đấy. Thơm không? Thơm. Anh nhớ kinh nghiệm của, ví dụ như ngày xưa ấy, là các cụ là phải đốt bằng hương. Đấy, tàn hương là bánh sẽ chín. Nhưng mà bây giờ là mình tân tiến hơn là mình chỉ cần bấm đồng hồ là 30 phút là bánh sẽ chín. Đấy. Nếu như bánh chín ấy, thì mình sẽ thấy cái bánh này nó phồng căng à. Cái mùi thơm này là mùi thơm của cái bột này. Cái nhân đậu ở bên trong mà. Đấy. Bringing our two handmade cakes to devote to the Li kings, we heard one more ancient Ding Bang story. On New Year holiday or village festival of Li dynasty, the people of Ding Bang often used their farming products to make su xue cakes. After devoting to their ancestors, they shared them together happily. One village festival, the king Li Taintong and his favorite woman Yi Lan came back here to this homeland to pray to Li Taito and Li Taitong at Do Temple. People here devoted su xue cakes to him. This king liked it so much and understanding its deep meaning, he asked his people to use this cake on wedding days. Then it was named the spouse cake. Cái bánh phu thê nó còn có cái tên là bánh su xê. Bánh này thì nó có rất lâu rồi. Từ hồi nhỏ tôi đã thấy cái bánh này rồi. Thì cái bánh này thì là đặc sản của Đình Bảng. Thường dùng vào những ngày lễ Tết, những ngày hội hè. Rồi dùng để biếu xén. Ngày xưa thì còn có cái tiến vua nữa. Đặc biệt là ví dụ như là năm 2011 vừa rồi. Cái lễ hội làng nghề ở đây. Của cả nước ở đây
thì bánh phu thê là một trong 12 loại bánh được đưa vào tiến vua, rất là quý. A day of making ding dong spouse cake has passed by quickly. Soon we are going to deliver the cakes to some people who ordered them for praying in the middle of the month. Then, Nguyen and I, we will come back to Hanoi, keep doing our routine tasks. We definitely will visit many places, experiencing many different jobs. However, I want to keep this moment forever. This temple, these trees, the lake, and the memory of perfect traditional cake made by pretty Ding Bang women with the beautiful taste since 1,000 years ago.